Chiếc 5090 vừa được ra mắt hôm qua chắc hẳn đã khiến các bạn quyết tâm sở hữu. Vậy hôm nay hãy cùng xem trước các sản phẩm AIC của từng hãng để xem ai sẽ nhận được sự chú ý của bạn. Một giấc mang đến dòng sản phẩm hoàn toàn mới, Atronai God. Chỉ cần nhìn qua thiết kế này đã thấy sự mạnh mẽ đáng sợ. Dòng sản phẩm có hai phiên bản, tản nhiệt khí và tản nhiệt nước. Lần đầu tiên áp dụng thiết kế bốn quạt đường nét phát sáng mang tính biểu tượng, được giữ nguyên từ dòng 4090 trước đó. Các mẫu mới định vị ở phân khúc cao cấp sở trích và thấp cấp hơn là Matrix, nhưng giá bán thực tế có thể sẽ gần sát với Matrix. Ngoài ra, dòng tắt phổ biến chỉ thay đổi một chút ở phần điểm nhấn góc cạnh, còn lại cơ bản không khác biệt so với dòng trước. Hai Calafan có sự thay đổi lớn ở dòng Adapt, với vỏ ngoài bán trong suốt được làm từ vật liệu nhám, mang lại cảm giác mịn màng và bí ẩn hơn. Dòng ăn chấm mới không thay đổi quá nhiều nhưng thiết kế đường nét được nhấn mạnh hơn, cùng với màu sắc nổi bật, được xem là một trong những dòng ấn tượng nhất trong CZ50. Về dòng flagship Falcon, thay đổi không đáng kể, chỉ bổ sung thêm một quạt phụ ở phiên bản màu trắng. Ba Galax có sự thay đổi lớn ở dòng Star, hình ảnh nhân vật Lunar phong cách anime mới được giới thiệu. Không biết các bạn sẽ thích so sánh với nhân vật Star trước đó như thế nào. Thiết kế tổng thể mang hơi hướng tròn trịa và gần gũi với dòng hôn up fame. Ngoài ra, còn có dòng Blade hoàn toàn mới, mang phong cách mạnh mẽ của Metal Master theo định vị chính thức. Dòng này nằm giữa Star và Metal Master. 4. MSI giới thiệu dòng Vanguard hoàn toàn mới, định vị phân khúc cao cấp tương tự Super Gym X và thấp cấp hơn so với Gaming XGL. Tuy nhiên, thiết kế dường như kết hợp các yếu tố từ cả hai dòng này. Một điểm đáng chú ý là dòng Lightning có khả năng trở lại đối đầu trực tiếp với các dòng flagship như Matrix và Kuden. Dòng Lightning lần này với 5 quạt hứa hẹn sẽ định nghĩa lại khả năng tản nhiệt.